trở về sân khấu Tình Yêu Điện. Trân trọng kính mời. Quý trân trọng và kính mến, bên phía tay phải tôi đây đó chính là cô dâu Tổng Hưng và chú rể Trung Ba. Vâng ạ, chú rể quần xanh áo xanh cài hoa, mang lê cà bát dày da sẫm màu, cô dâu thì có cúi trên đầu, toàn thân mang bộ váy có mình. Vâng ạ, rất xinh, đôi mắt thì đúng điếng đa tình, đi bên chú rể lại càng chung tình đẹp đôi. Thường ngày thì gối chiếc đơn côi, hôm nay hai bạn đã chính thức gối đôi làm cùng, trong đời hai chú thủy chung trăm năm hạnh phúc lấy đà tình yêu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đi nào quý vị ơi. Kính thưa toàn thể các cụ cô các bà cũng cô dì chú bác trân trọng và kính mến, đôi bạn trẻ chúng ta chú rể Trung Ba và cô dâu Tổng Hưng khôn lớn trưởng thành và được như ngày hôm nay đó chính là nhờ sự che chở đùm bọc của ông bà cha mẹ. Và để rồi hai em khôn lớn trưởng thành dựng vợ gả chồng, đó cũng là những điều mong muốn của những người làm cha làm mẹ. Và đôi bạn trẻ chúng ta, vâng ạ, ngày hôm nay không thể thiếu được những nhân vật quan trọng nữa, đó chính là những người cha người mẹ của chúng ta. Vâng, đại diện bên phía nhà trai trân trọng kính mời, vâng ạ, ông Hứa Đình Chiến, bà Lê Thị Tuyến. Vâng, trân trọng kính mời ông bà sẽ trở về sân khấu để làm lễ ra mắt cùng bạn trẻ chúng ta đi ạ. Trân trọng kính mời, một tràng pháo tay thật lớn để chào đón những đứa nào quý vị ơi. Vâng, bên phía nhà gái chúng tôi, vâng, trân trọng kính mời ông Tổng Văn Siêng, bà Lò Thị Y, bà bác trưởng đoàn đại diện bên phía nhà gái chúng ta đó chính là ông Lò Văn Đóng. Trân trọng kính mời đại diện cũng như là gia đình chúng ta sẽ trở về sân khấu làm lễ ra mắt cho đôi bạn trẻ chúng ta. Trân trọng và kính mời. Thưa toàn thể khách quý, trân trọng và kính mến, hai bên gia đình chúng tôi một lần nữa xin được hân hoan chào đón toàn thể các cụ, các bà cùng cô dì chú bác cũng như các bạn trẻ nam thanh nữ tú gần xa kính mến. Quý vị đã mất chút thời gian và bà Ngọc của mình trở về với gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà sống lâu trăm tuổi và kính chúc các bên hai họ sức khỏe dồi dào, đôi lứa yêu nhau càng thêm thắm nồng và chúc cho buổi lễ tơ hồng của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể cô khách quý, trân trọng và kính mến, vâng ạ, trong suốt những thời gian đôi bạn trẻ chúng ta, cô dâu Tổng Hưng và chú rể Trung Ba, họ tìm hiểu yêu thương nhau rất dài, rất lâu, đặc biệt hơn rất đậm sâu ở trong lòng rồi. Cho tới ngày hôm nay thì đôi bạn trẻ chúng ta chính thức trở lại con thuyền tình yêu nặng tình nặng nghĩa của mình, trở về tới bến bờ của hạnh phúc. Và để rồi cha mẹ mình, ông bà mình có những câu nói ngàn vàng: thế gian đẹp nhất mặt trời, cuộc đời đẹp nhất có người mình thương, dù ai cho núi kim cương thì cũng chẳng bằng nhìn thấy người thương mỗi ngày. Và quý khách quý trân trọng và kính mến, cũng có một giai điệu và một ca khúc đã từng viết như thế này: thời gian lá qua đi thì không thể trở lại, bình minh sẽ được ngôi khi không còn bóng tối, đã có những sông sâu không thể thiếu những suối nguồn. Và tất nhiên rồi, thiếu cô dâu Tổng Hưng của chúng ta trên đời thì chú rể Trung Ba của chúng ta cũng không thể có được tình yêu, không quý vị? Quý ơi, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta đi ạ. Vâng, cảm ơn những tràng pháo tay rất nhiều. Và kính thưa toàn thể khách quý, trân trọng và kính mến, tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta cho tới ngày hôm nay, vâng, đã đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, người con trai cũng đủ thảo để làm chồng và người con gái cũng đủ công để làm vợ, đủ cả duyên nợ và đủ cả chữ duyên, và đặc biệt hơn đủ cả quan viên bốn họ hai nhà đã cùng trở về đây để chúc phúc cho em. Vâng, trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chúng tôi không cho quý vị phải chờ lâu hơn nữa, xin được trinh trọng tuyên bố lễ vui quy cô dâu Tổng Hưng sẽ duyên cùng với chú rể chúng ta Trung Ba tại họ nhà gái chúng ta bản Phiên Chim, xã Triệu Phong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, và được trở về từ tổ chức lễ hỏi gần tem qua kênh Hello Tây Bắc long trọng thực hiện. Sau đây xin phép được chính thức bắt đầu, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đi đâu.
được các quý trân trọng và kính mến. Vâng, cô dâu Tổng Hưng yêu thương ơi, vâng, có chồng không chỉ riêng chồng, còn cha còn mẹ, còn ông còn bà, còn họ hàng nội ngoại gần xa, còn em còn chị trong nhà với nhau. Cây có gốc mới nở trời xanh long lãng, sông có nguồn với biển cả sông sâu, sông dài biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ đời đời không quên. Cha mẹ ơi, sớm tối trưa chiều, với lời cha mẹ dạy vào cũng chính là điều con mong. Ngày cho biết được trọng đại ngày hôm nay, ban tổ chức trân trọng kính mời, vâng, ông Ngựa Đình Chiến đại diện bên phía nhà trai xin có lời phát biểu và lời trao chú rể chung ba cho họ nhà gái chúng ta làm con làm rể tại bản Phiên Chim, xã Trường Phong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Quý ơi, dành một tràng pháo tay thật lớn nồng nhiệt để chào đón đi ạ, quý ơi. Vâng, trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa thân họ hai bên nội ngoại, kính thưa tất cả các vị khách quý, hôm nay đại diện bên nhà trai, lời đầu tiên kính chúc sức khỏe đến các cụ, các ông, các bà, các anh em họ hàng hai bên, mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và thành đạt trong mọi lãnh vực. Xin một tràng pháo tay. Kính thưa ông cụ, bà mẹ đẻ thân sinh của cháu Hưng, thưa tất cả các anh các chị, hôm nay bên nhà trai rất xúc động và rất cảm ơn sự nhiệt tình chào đón và đón tiếp của bên nhà gái. Chúng tôi chả biết nói gì hơn, lời đầu tiên kính chúc hạnh phúc cho hai cháu luôn luôn hạnh phúc trăm năm và thành đạt. Chúc tất cả các anh, các chị và các cháu, mọi người đều mạnh khỏe, thành đạt. Sau đây, chúng tôi cũng chả biết nói gì hơn là đất khách quê hương Cao Bằng đã được rất vinh dự đón một người con dâu ở sông Má đến để làm con dâu, cháu dâu của nhà họ Hứa Trung Ba, và cũng là một người cháu dâu của nhà tôi. Và tôi tự giới thiệu, đây tôi là cậu ruột của Trung Ba, là Hứa Trung Ba, đấy là cậu ruột. Rất đại diện bên nhà trai, cũng là theo cái phong tục tập quán của từng địa phương, nhiều cái là vẫn nhiều về cái tổ chức, cái lễ và phong tục sau này cháu chúng tôi đón đi để làm dâu bên trên Cao Bằng. Nhiều cái đường, mặc dù đường xã xa xôi nhưng mà tình cảm rất gần lắm. Đối với sông Má với Thông Nông là một hai tỉnh rất xa, nhưng với cái tình cảm đại diện của bên nhà trai và nhà gái và anh em họ hàng hai bên, nhiều cái nó cũng hạn chế về cái chăm sóc sức khỏe của ông bà và đi lại nhiều cái hạn chế. Mong sao bên nhà gái rất và cũng thông cảm cho hai con và hai cháu, mong sao để hai cháu để có cái điều kiện làm ăn và hạnh phúc. Mà trong đó thì bên nhà trai chúng tôi cũng có trách nhiệm đối với bên nhà gái, mặc dù cháu Hương đi làm dâu ở tại Cao Bằng, nhưng mong tin làm sao có cái nhà vui vẻ, có gì truyền đạt đến nhà trai chúng tôi để cháu ba sẵn sàng đến với bên cùng chia sẻ với bên nhà gái. Cuối cùng chúng tôi xin chúc sức khỏe các ông, các bà, thân họ nội ngoại hai bên. Kính chúc ban tổ chức đã có thời gian và tổ chức cho chúng tôi được rất vinh dự được lên sân khấu cùng chia sẻ với tất cả các anh em bạn bè cùng anh em làng xóm. Sau đây cuối cùng tôi chúc bữa cơm bữa tiệc cùng nhau ngon miệng, và cuối cùng cũng dành lại những lời mít cho tổ chức. Cảm ơn ạ.
Vâng, Quý ơi, vâng, ông Hứa Đình Chiến đại diện với phía nhà trai, trong lòng ông rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói nên được bằng lời. Và đúng là nhà gái hân hoan mừng rể thào, nhà trai phấn khởi đón đầu hiền, vui xuân mới đẹp lòng hai hò, thắm vẹn tình đẹp nghĩa trăm năm. Vâng, cô dâu Tổng Hưng thân mến, hôm nay em đã là dâu, cha mẹ dặn trước bảo sâu vài lời. Mẹ thời khó lắm em ơi, đứa là phải nhìn ăn, nhìn mặc, nhìn lời mẹ cha, nhìn cho nên cửa nên nhà, nên kèo nên cột, nên xà tầm bông, nhìn cho nên vợ nên chồng, em trông lo điều lại trong cửa nhà, đi chợ thời chớ ăn quà, đi chợ thời cớ kể già ở dưa, dâu ai vài đời xin thưa phải về, trên đời ai dễ đến đông đâu, nuôi con ai dễ kế công tháng ngày. Con ơi hãy nhớ câu này, học quân học bán cho tẩy người ta, con được học hỏi trông qua họ hàng ghét bỏ người ta chưa cười, dấu no dấu đói cho tươi, con ăn bất ngủ điều bạc lo toan, phòng thi đóng góp việc làm, đồng tiền bắt cào lo toan cho chồng, trước là phải đắp nghĩa cùng chồng, sau là họ mặc cũng không chê cười. Con ơi hãy giữ tên người, cha mẹ khuyên giận thì con thời và nghe, dâu hiền lên gái, rể hiền lên trai. Sau đây bên phía nhà gái cũng xin có lời phát biểu và lời chào dâu, cô dâu Tổng Hưng gửi gắm tới bên phía nhà trai. Quý hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nồng nhiệt chào đón đi đâu. Vâng, rất chào, kính mời ông Lò Văn Ống ạ. Mời sở giám chiêng cũng ngày cũng nông bò mè xuống im lùn lặn phản phương lắc chầm mới nỉ đứng lẩy mười lý biết chân mười sàn biết chết và lý pi khởi ải im sòng phái vũ gia tà nay cầm cọc mọc hậu trong phủ mía thưa ý hưng gấp anh ba trắng hờ bên lưới biết nhau ấy bên lưới cấy nhau xìa bên lưới phù đuổi mía ba hàng lén sứa và kha lén kha và chạy xin chơi đi cứ hỏi bí phán bí không giết kín phú nhé lò sống ý hưng các anh bà trên ơi khỏi khu và lại chưa trên còn chưa ý hưng cứ chứ khử tăng cứ phải hết phù phải lẩm tốt phản phải năng tốt hóng cứ cao bằng xin cỏ sang bón bí bán chưa cứ hâu mỡ cả những đi tổng tàn tan khẩu chú bò chú mè cứ bản quán hạc quanh má tủ má tôm tập hòm tóm môn xin khỏi cỏ lại xiên cứ tăng nhìn cứ chắc hết con biết là so các mình tăng phú tăng gia tuy rằng hư lắc háng tăng ti hư côn tỉnh côn phường tha bà hư bia quá trời lũ tẩu lũ lán mặc mẹn kén quan cần đầu bày dịch hư kín phải nả xin xuống khỏi có bà xưa có ngàn mỡ hư sang phú sang gia hư cả những mi tâm phát tổng nói cùng đàn ban khẩu mới xuống co xuống mẹ tình tạp đến ai hâu hư xuống khỏi của số tăng nả trong gia đình hư bác xiang hư chỉ cứ cỏ chúc mừng cũng ngải cũng nâu bò mè cứ quản tẩu na nữa cứ đưa lăng du chấm bản phương cứ toàn đi khỏi cả buôn chưa thôi cho chúc mừng hậu tất cả ải im bò mè trong phái phú gia tả nay có cả hào cả hắn cái xiềng cả sáu cứ đi sòng pha mà sòng tăng nã nhá phăng đẳng như lốm cứ còn chưa khẩn xe với hơn phùa bày men bóng lòng men tăng hơn ăn hải hư nhà mi ăn lì hà lầy cứ đừng đùa bạn đừng lan nhớ cũng khỏi tiền tạp tiền nay chứ tăng nằm ma cứ lại dọn ớn cứ bò mè cứ phú gia cứ tăng cầu bằng làm lên lên khỏi pí bán pí hoặc nỉ khỏi sò chúc cũng bò phung mè cứ lại quân cứ sò cảm ơn to năn sò mít. Với rất là tuyệt vời của các bạn, bên phía nhà gái cũng có lời lời phát biểu thay vào đó. Vâng ạ, hai bên gia đình thông gia, vâng ạ, chúng ta một bên, vâng ạ, hai tiếng còn khác nhau. Nhưng đối với tình yêu của các bạn trẻ, chúng ta không thể tính được, vâng ạ, không thể chia cách bằng những cái ngôn ngữ như vậy. Và hai em cũng quyết đến với nhau để trao nhau tất cả và đưa nhau đến một bến bờ hạnh phúc. Ban tổ chức một lần nữa xin được trân trọng kính mời đại diện hai gia đình chúng ta sẽ trao nhau những cái bắt tay để siết chặt mối tình thông gia chúng ta sẽ mãi mãi hiền hòa, đời đời bền vững. Trân trọng kính mời. Vâng, chân thành ạ.
cảm ơn hai bác trưởng đoàn rất nhiều. Vâng, để chính thức nhận vợ thành chồng và chính thức khai tiệc ngày hôm nay, trân trọng kính mời các đồng chí chúng tôi sẽ di chuyển về phía tâm đi rượu sâm banh để mở những chai rượu sâm banh nổ thật to, hút thật mạnh và chính thức khai tiệc nhận vợ thành chồng. Trân trọng kính mời. Vâng, xin mời các đồng chí chúng tôi ạ. Chú rể chúng ta sẽ đồng chai rượu sâm banh đầu tiên đây. Vâng, chú rể sẽ bóc ra một lớp giấy bạc này ra. Và quý khách sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu để ủng hộ cô dâu chú rể chúng ta trong ngày vui hạnh phúc trọng đại ngày hôm nay. Và chú rể sẽ mời chú rể ra. Vâng, rồi, lớn rồi à, chứ phải anh phải bảo thế nhỉ. Và chú rể sẽ sóc thật mạnh lên, mọi ngày chú rể sóc thế nào thì hôm nay sóc thật mạnh như vậy. Và sóc thật mạnh lên chú rể ơi, chúng ta sẽ ủng hộ chú rể chúng ta đi ạ. Và chú rể sẽ toàn ra một chú rể chỉa về phía trước thì cùng chú rể một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng đi nào. Và xin mời hai em sẽ cùng tay trong tay nhau cầm chai rượu và mở nụ cười thật tươi để dẫn lên những tâm linh rượu sông quanh chính thức đem vợ thành chồng ngày mai. Trân trọng kính mời. Chúng ta sẽ nổ một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng đi nào quý vị ơi. Vâng, những hình ảnh đẹp nhất của các đôi chú rể đã cùng nhau tay trong tay dắt lên những tia rượu sâm banh và sẽ chính thức vợ thành chồng ngày hôm nay. Vâng, những dòng rượu đang chảy tưởng chừng cho nước và mật ngọt, nước để tưới cho cỏ cây hoa lá thêm xanh tươi. Vâng, còn tốt đẹp tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta sẽ mãi mãi hòa hòa đời đời bền vững cho đến hàng ngàn hàng vạn năm sau. Một lần nữa xin chúc cho em sẽ trăm năm hữu thủy viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, chai thứ hai xin mời các đồng chú rể. Vâng ạ, chú rể làm y như vậy đi ạ, như vừa rồi đi ạ. À, chú rể sẽ bóc một nửa hai em sẽ rót lên những ly rượu sâm banh, còn một nửa hai em sẽ rót lên những ly mà ban tổ chức đã bày sẵn. Hai em sẽ rót lên những ly trước rồi sẽ rót lên những ly sâm banh. Chúc trọng kính mời. Sắp bay đến chú rể ạ. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng, chúc hai em sẽ góp lên từ chiếc ly ban tổ chức bày sẵn để mời tới. Vâng ạ, đại diện về phía nhà trai và nhà gái. Vâng, chị phải bốc thật lớn sao. Đối mặt trẻ chúng ta ngày hôm nay được kết thúc tay nhau. Vâng ạ, chúc tình chồng nhớ vợ và mong đánh chính thức nhận vợ thành chồng. Một lần nữa xin được cảm ơn người cha người mẹ và đại diện hai gia đình đã tất cả của hai em. Vâng ạ, nhận vợ thành chồng ngày hôm nay không có được hai em sẽ lắp một tấm đi của bà nhỉ. Vâng, cứ lạc gói lan tỏa tưởng chứng cho sự sinh sôi nảy nở tình yêu của hai em trong những ngày tháng sắp tới nè. Và sau đây xin mời cô dâu chủ đề, xin mời hai em sẽ, vâng, cô dâu sẽ cầm ly rượu mời tới đại diện bên phía nhà trai. Và xin mời chú rể sẽ cầm ly rượu lên mời cha mẹ đại diện bên phía nhà gái. Vâng, trân trọng kính mời. Vâng, trân trọng kính mời chú rể sẽ dâng lên cha mẹ bên phía nhà trai. À, nhà gái cảm ơn người cha người mẹ đã sinh cho con một người con gái để yêu thương con đến hết cuộc đời này. Và cô dâu sẽ cầm ly rượu mời đại diện cũng như người cha người mẹ bên phía nhà trai. Cảm ơn người cha người mẹ đã sinh cho con một người con trai để đó là điểm tựa vững chắc nhất cho con và những đứa con sau này. Và xin mời hai bên gia đình chúng ta sau khi kìm cầm ly rượu của quý đồng chú rể dâng lên, và chúng ta sẽ chạm nhau ly rượu này, một là chúc phúc, hai nữa là để tri ân, và chén rượu này cũng để kết duyên mối tình thông gia của chúng ta sẽ mãi mãi hiền hòa và đời đời bền vững. Trân trọng kính mời.
Các ông chú rể sẽ đứng gặp phía giữa, hai em sẽ quay mặt vào nhau để uống chén rượu. Vâng ạ, chén rượu này rượu hồng là tình cảm duyên đồng, hai em sẽ quát tay nhau để uống chén rượu đi ạ. Để chính thức lên vào trận đấu, hai em sẽ quát tay nhau đi ạ. Vâng ạ, quý vị chúng ta sẽ cùng ở mắt để sân khấu ghi hình hình ảnh tuyệt vời nhất của các ông chú rể đi ạ. Quý vị sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, xin mời. Vâng, xin mời hai bên chúng ta sẽ cùng uống chén rượu. Vâng ạ, tín hiệu của các đồng chí thể dâng lên là để cảm ơn những bậc sinh thành và cuối cùng hai em con đã trở thành của chúng ngày hôm nay. Và sau đây xin mời đại diện hãng thì chúng ta sẽ cùng đặt tín hiệu trở về vị trí ban đầu tất cả chúng mình. Vâng, xin mời hai bác trưởng đoàn sẽ trở về vị trí sang trọng của mình. Vâng, cuối cùng chủ đề sẽ ở lại một chút ạ, để chúng ta sẽ còn một chương trình nhỏ nhỏ nữa. Vâng ạ, tất cả quý khách quý trân trọng và kính mến. Vâng ạ, cô dâu tổng thống của chúng ta ngày hôm nay, vâng ạ, đang ở nhà mẹ cha. Ngày mai chính thức bước xe hoa về nhà chồng. Vâng, những người cha người mẹ, vâng, không có gì hơn ngoài tấm lòng yêu thương gửi gắm tới cô dâu chú rể trong buổi trưa hôm nay. Ban tổ chức trân trọng kính mời, vâng, người bố người mẹ của cô dâu tổng hưng có phần quà gửi tới cô dâu trước khi cô dâu trở về nhà chồng. Trân trọng kính mời ông bà sẽ trở về sân khấu để trao quà tới cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời. Xin mời ông bà, ông Siêng, bà Y sẽ trở về sân khấu để trao phần quà gửi tới quý đồng chí chúng ta. Trân trọng kính mời. Với một tình thương yêu thương đong đầy cho tất cả. Và phần quà này mẹ cũng không hiểu lắm, nhưng dành tặng cho hai con, mong rằng hai đứa sắt son một đời, dù cho biển cạn đôi giày, mong rằng hai đứa đời đời thủy chung. Và quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng phần quà của người mẹ đi ạ. À, quý vị ơi, ban tổ chức trân trọng kính mời lên sân khấu. Vâng, anh trai của cô dâu, vâng ạ, anh Tòng Vũ, vâng ạ, anh Vũ Hồng trở về sân khấu để trao quà gửi tới cô dâu chú rể chúng ta. Trân trọng kính mời. Xin mời
anh trai của cô dâu Tẩm Hưng sẽ trao phần quà gửi tới cô dâu trước khi em gái trở về nhà chồng Cao Bằng, làm dâu làm con và cả của mảnh đất Cao Bằng thân thương. Trân trọng kính mời. Cho người anh một cái ôm thật chặt đi, cô dâu ơi. Có một chạm vào tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Cảm ơn phần quà của anh trai. Tổng vũ rất nhiều. Tiếp theo, ban tổ chức trân trọng kính mời lên sân khấu em trai của cô dâu, đó chính là Lợn Thắng, trở về sân khấu để trao quà gửi tới cô dâu của chủ rể chúng ta. Trân trọng kính mời. Và quý vị cũng dành một tràng pháo tay thật lớn nồng nhiệt để chào đón đi ạ. Đón nhận niềm hạnh phúc lớn lao của các bạn trẻ chúng ta ngày hôm nay. Bên cạnh đó, có những phần quà luôn luôn sẽ gửi gắm tình cảm thật thường nhất gửi tới cô dâu chú rể. Vâng, trân trọng kính mời phần quà của anh trai Tổng Lợi và Lợi Thám Điện. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa tất cả các quý, trân trọng và kính mến, đôi bạn trẻ chúng ta đã nhận được những phần quà, món quà yêu thương thân thương nhất mà gia đình gửi gắm tới cô dâu chú rể chúng ta. Vâng, chúng ta sẽ cùng giao lưu với chú rể chúng ba một tí nhỉ, một chút thôi ạ, một tí tí nhỏ nhỏ thôi. Chú rể chúng ba thân mến, vượt hàng trăm km từ mảnh đất Cao Bằng thân thương, vừa cao vừa bằng, vâng, trở về sông Mã để làm rể làm con, vâng, của ông Siêng và bà Y, thì xin được hỏi cảm giác của chú rể lần đầu tiên làm rể thế nào? Dạ, xin chào tất cả bác. Em thì em cảm giác rất là vui và hạnh phúc vì được làm rể bản thế xin trên phong sông Á này. Tức là em cũng chẳng biết nói gì hết là cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người có một sức khỏe. Và có dịp thì mời mọi người lên Cao Bằng gọi là tham quan du lịch, bởi vì có nhiều điểm du lịch hấp dẫn ạ. Vâng, nói hết rồi, tâm tình của chú rể ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng cho chú rể bằng niềm vui hạnh phúc, đúng không ạ? Xin hỏi cô dâu hôm nay, vâng, em còn áo tím hoa cả, ngày mai em chính thức lên xe về nhà chồng. Xin được hỏi cô dâu Tổng Hưng thân mến, cảm giác của em trong ngày hôm nay thế nào ạ? Em rất vui ạ. Vâng, niềm vui cũng niềm hạnh phúc cũng đặc biệt lên khi hiện diện đông đủ của tập thể quý vị khách quý đã có mặt bây giờ với buổi lễ mùa quỳ cô dâu Tổng Hưng và chú rể chúng ba của chúng ta. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị ơi, chúng ta đã nhìn thấy cô dâu chú rể trao cho nhau cái gì chưa? Vậy quý vị muốn cho cô dâu chú rể trao cho nhau cái gì ạ? Một nụ hôn được không ạ? Vâng, và các cô ở dưới cũng háo hức lắm luôn ạ. Muốn cho các bạn trẻ chào nhau nụ hôn được không ạ? Anh xin hỏi chú rể chúng ba, chú rể đã từng hôn cô dâu chúng tôi bao giờ chưa? Dạ chứ. Có nhưng mà một lần nữa. Vâng, có một lần nữa ạ. Vâng, chú rể rất thật thà luôn. Vâng, có, mà tôi chỉ được
thì không được tính được thứ gì ạ. Vâng, đó chính là nụ hôn mà hai em chỉ trao nhau mà không chốt trao nhau thôi. Là nụ hôn đó là không được tính. Và nụ hôn ngày hôm nay là chính thức nên vợ thành chồng dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình. Vâng ạ, cùng toàn thể các quý đã có mặt về dự buổi lễ ngày hôm nay. Vậy xin được hỏi chú rể có muốn hôn cô dâu chúng tôi nữa không ạ? Có. Một tràng vào tay thật lớn đi ạ. Vâng, chú rể rất tuyệt vời ạ. Và cô dâu có thể cho chú rể chúng tôi một nụ hôn không ạ? Có. Vâng, một tràng vào tay đi ạ quý ơi. Vâng, nếu hai em sẽ nhất trí trao nhau nụ hôn, anh xin mời sẽ hướng dẫn hai em trao nhau nụ hôn tuyệt vời ngày hôm nay để đến vợ thành chồng. Vâng ạ, cho anh xin lại cái món hoa cầm một lúc để các bạn. Và xin mời hai em sẽ quay mặt vào nhau đi ạ. Và tiến sát gần nhau một chút nữa đi ạ. Anh chú rể háo hức quá ôm luôn rồi, không cho chúng tôi. Vâng ạ, xin mời cô dâu sẽ đặt đôi tay của mình lên đôi vai của chú rể chúng tôi ạ. Và cũng xin mời chú rể, vâng ạ, em sẽ đặt đôi tay của mình vào chỗ mềm nhất của cô dâu chúng tôi ạ. Ở chỗ nào cũng được. Vâng, siết chặt gần nhau đi ạ. Chú rể ơi, ôm thật chặt vào nào. Vâng, hai em cho khi hôn cơ thể thả lỏng, mắt nhắm mở, không cắn chặt môi. Miệng không được mở như miệng nồi để tránh lưỡi tuột xuống cổ họng. Và cho khi hôn, hai em chỉ được phép dùng môi và dùng lưỡi, cũng được phép dùng răng để tránh tổn thương hai tế bào của đối phương. Em đã nhớ chưa? Vâng, hai em sẵn sàng chưa? Và quý vị ơi, chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng rút ra những chiếc điện thoại đời cao nhất để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cậu chú rể. Và có cần em phải lau mồ hôi không ạ? Và cố lên nhé chú rể nhé. À, hôn đến khi anh mở hết nhạc thì thôi nhé. Hay hôn hết pháo nhé, hết pháo thì thôi. Vâng. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng đếm ạ. 3, 2, 1, xin mời. Các bà cùng cô dì chú bác, nụ hôn vừa rồi của cô dâu chú rể trao cho nhau chính thức nên vợ thành chồng cũng xin khép lại chương trình lễ ra mắt của cô dâu Tổng Hưng và chú rể chung ba của chúng ta ngày hôm nay. Và xin được kính chúc toàn thể các cụ, cô bác, các bà cùng cô dì chú bác lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất là cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, xin mời cô dâu chú rể sẽ trở về từng bàn tiệc để uống chén rượu cảm ơn sâu sắc nhất với toàn thể khách quý có mặt về dự buổi lễ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, ban tổ chức cũng xin được chân thành cảm ơn tổ tiếp tân của đại gia đình đã làm nên bữa tiệc tuyệt vời ngày hôm nay. Cảm ơn kênh Hello Tây Bắc đã ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cô dâu chú rể cũng như hình ảnh đẹp nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn toàn thể đại diện bên phía nhà trai đã vượt hàng trăm km trở về để đón cô dâu Tổng Hưng trở về nhà chồng. Chúc cho đại diện bên phía nhà trai chúng ta, vâng ạ, những cung đường thượng lộ bình an và may mắn. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.